Em chả học cái mớ tài chính thuế mà nó đâu. Em mơ học về cứ yên tâm để chị lo vụ này, một toán. Hôm nay là ngày mà chị chút ít tâm can này, chị nói với tụi em này. Trong cuộc đời chúng ta phải kiếm chồng đúng không? Nhưng đã kiếm thì phải kiếm cho kỹ. Đời người chỉ có đúng hai cái tấm thôi. Một, tấm chồng. Hai, tấm mẹ chồng. Kiếm làm sao cho ra tấm ra món. Cho đến cuối cuộc đời mà không có được hai cái tấm da gì thì coi như thôi rồi. Đời không phải là đen mà là xui luôn. Thôi thôi, tụi em bảo này, chị cứ bình tĩnh. Ông Đức ý, ông ấy không giỏi gánh vác lắm, nhưng mà được cái là rất yêu vợ thương con, đúng không nào? Chị tích cực lên. Chuẩn chuẩn, tích cực lên chị ơi. Đến giờ này chị nghiệm ra một điều. Một là người sinh ra mình, hai là người mà mình sinh ra là yêu thương mình thật lòng thôi. Còn lại những thể loại khác nhá. Vâng! Chị nhầm nhá. Người ngoài ý, mà người ta ghét mình thì đấy là chuyện hết sức bình thường. Nhưng mà đến người thân của mình nhìn mình vẫn còn thấy ngứa mắt thì hơi bị buồn đấy, chị biết không? Chị nói cái gì? Em chả hiểu cái gì. Chị hiểu không? Cần gì phải hiểu. Mà tóm lại là bây giờ chị em mình đầu tiên là phải xinh đẹp này, thứ hai là phải nhiều tiền, độc lập tự chủ và yêu bản thân. Đồng yeah! Đồng. Yeah! Yeah! 1, 2, 3 Yo! 2, 3 Yo! Nhau về tôi đâu đây? Lúc đi hắn tình lúc tôi hắn buồn. Cha chỉ lớn không thành.
chúng mày rồi. Là đi ra ngoài ấy, là ăn uống cho nó chừng mực. Mà uống say sưa thế rồi người ta bảo mẹ không biết dạy chúng mày. Này, thế chị hỏi này, nãy giờ ai là người uống nhiều nhất ở trong cái nhà mình? Ai? Chị nhiều. Mẹ Nga Béo. Mẹ say bao giờ đấy nhá. Bây giờ nhìn nhá, mẹ đi đi thẳng cho mà xem. Đâu đấy. Hết cả tim. Sợ quá. Vui nhỉ. Mẹ. Hả? Con nói nha. Từ trước đến giờ con luôn luôn nghĩ rằng là mình thật may mắn khi mình sinh ra đời được ông trời phú cho mình một giọng hát hay đến như thế. Nhưng không ngờ ngày hôm nay con mới phát hiện ra chính mẹ là người đã truyền cho con giọng hát đấy. Chị ạ, eo mẹ định mẹ phải kèm cả mình chịu được cơ. Chị nhờ, thật sự mẹ mẹ con có ý kiến nhá. Thế thì từ bây giờ con này em ạ, em sẽ sắm một cái dàn karaoke ở nhà mình, xong rồi lúc vào tụ tập nhà mình hát âm người nhà lên. Mẹ ơi. Thôi thôi chứ. Thỉnh thoảng mình đi hát cho nó vui nhá, mua làm gì rồi lại vứt đấy nhá, cho nó phí ra. Mẹ cũng mẹ. Con nói mẹ vui không? Vui. Hát nổ cặp cồi mẹ nhở. Đang ở mức đó, Phật ra ngoài hết. Phật ra ngoài hết. Cái con bé này ăn chưa no, lo chưa tới. Có cái gì mà phải ấm ức hả? Mẹ không biết thôi. Con gái mẹ đầy trăn trở luôn. Nội tâm con đấu đá nhau suốt ngày chứ mẹ tưởng à. Úi dồi ôi. Dạ. Vân, có phải con có bạn trai rồi phải không? Ừ, đâu? Ở đâu ra đấy? Vân có bạn trai á? Em làm gì có? Ơ mẹ. Cậu Vượng ấy bảo buổi đêm hôm gì có cái thằng nào nó chở con Vân nhà mình về. Thằng bạn con mẹ. Thằng nào gây đâu? Thằng bạn em. Thề đi. Thề thằng bạn em à? Mẹ yêu đương gì đâu. Yêu gì thì yêu nhá. Con Trang con Vân nghe cho rõ đây này. Dạ. Tìm hiểu gì thì tìm hiểu. Thế nhưng mà hai đứa là không được ăn cơm trước kẻng giống chị Khánh đâu nhá. Nếu không thì... Sao mà cứ mỗi ngày lâu lâu mẹ cứ phải lôi cái chuyện đấy ra để làm gì nhở? Thì mẹ nói mày rát cổ bỏng họng. Mày vẫn đi vào vết xe đổ của mẹ đấy thôi. Mà riêng hai cái con vịt rời này phải nói cho nó thủng ra con ạ. Ra là nhà mình có truyền thống ăn cơm trước kẻng chị. Hay hớm lắm ấy, cứ phải nhắc là... Đi mẹ. Mẹ. Ừ? Con ấy không có người yêu đâu. Mẹ nhắc chị trang trọng rồi này. Ơ nào, con làm gì? Vớ va vớ vẩn. Đang vui nhá, lôi chị vào. Cắt tiền ăn mặc. Em xin mẹ. Về. Đúng rồi, đau ừ. Chị ta đừng nói nên chị buồn. Con có một điều con muốn chia sẻ với mẹ và hai em. Trong cuộc đời, dù chúng ta có những lúc cảm thấy rất vất vả và mệt mỏi, nhưng có những lúc chúng ta nên bỏ hết tất cả ra khỏi đầu, không nghĩ đến một cái thứ gì, kể cả cái thằng chồng đang ở nhà. Mà lúc đấy chúng ta chỉ nhảy múa và hát hò cho điên lên thì thôi. Trời ơi! Em lại có ý kiến này. Thế thì từ bây giờ nhá, em sẽ tổ chức cả nhà mình một tháng họp một lần, đi ăn, đi chơi, đi nhậu. Con trả tiền! Em có chủ trì. Con chủ trì! Này, ăn cơm ở nhà mẹ nấu cho. Việc gì mà phải ra hàng cho nó tốn kém nữa. Thôi đi về. Về. Nga ơi con.